Tết nói chung chúng tôi ở đây trọ thì hầu như là các cái nhà nó cũng rất là thấp, bệnh nhân nào cũng thế, thấp và rất là nóng nực. Nói chung thời tiết nắng nóng này, bệnh nhân chạy thận thì chưa rét thì cũng đã rét, mà chưa nóng thì đã nóng, nó không như là những cái người khỏe nóng nực, cứ rửa mặt rồi thì ra thì rửa chân tay xong rồi lại vào mát, xong lại vào thì là nghỉ rồi bật quạt. Thế là người xóm của tôi này đang toàn chả nhà ai có điều hòa cả, chả làm được cái cách nào đấy. Nếu thường thường đi nhà vào trong các nhà ngồi rồi nắng nóng nó hấp xuống, nó cứ hầm hập hập cái ba lô rất là nóng bức. Cũng giống như bà Huyền, vì túi tiền có hạn, căn phòng trọ chật hẹp chỉ vừa một người ở là sự lựa chọn duy nhất của đa số các bệnh nhân suy thận ở ngõ 121 Lê Thành Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Vào những ngày cao điểm nắng nóng, dưới những mái tôn, mái fibro xi măng của nhà trọ, cái nóng lại càng hầm hập, khó chịu. Phòng của tôi ở đây là cái tầng 2 này, người họ cơi nới ở xung quanh nhà họ quây một tôn hết. Tôn trên là tôn, xung quanh tôn này. Nóng lên phát thì như cái lò nướng. Nói chung là tối thì có hôm nào nó mưa nó mát thì ngủ được, còn hôm nào thì nó cũng nhiều chạm cũng được. Bật quạt nước này. Đặt tiền điện nhiều cũng sót chả lắm bật đâu. Mới đầu tôi lên tôi không quen, tôi thế này tôi bảo tôi cũng không thể ở được nữa, tự vì là một là nó phòng, cái phòng có được 4 m² không, tôi không là bệnh nhân thì tôi cảm thấy là cũng còn được, nhưng mà như ông ấy kêu là nóng lắm, nhưng tôi ở đây nói thật là nó cứ qua được cái mùa này đi để nó sớm bay đi trôi đi, ngày nào mừng ngày đấy. Dù đã ròng rã chạy thận ở Hà Nội hàng chục năm trời, nhưng đa số bệnh nhân ở xóm chạy thận Lê Thành Nghị đều cảm thấy mệt mỏi mỗi khi phải chống chọi với cái nắng của thủ đô. Kinh phí eo hẹp nên điều hòa giải nhiệt mùa hè đối với họ cũng chỉ là điều xa xỉ.